Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành AFK. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn định nghĩa của team Evan. Ok, chắc các bạn tham gia trên diễn đàn hoặc là trên kênh chat, một số bạn đã có nghe qua thuật ngữ team Evan rồi ha các bạn. Thì lúc đầu nghe thì các bạn sẽ không biết được team Evan là team gì, tại sao mọi người hay kêu là team Evan, dùng team Evan mạnh đi map 27, 28, 29 ngon các bạn. Thì mình xin giới thiệu team Evan cho các bạn biết nha. Team Evan với hai nhân vật chính sẽ là Aeron và là Saphira. Hai con này gọi là hai con cót của team các bạn, gọi là nhân vật chính của team Saphira và Aeron nha. Và tại sao team này người ta lại gọi là team Evan? Tại vì do bác Evan Nguyễn trên diễn đàn AFK Aira Việt Nam các bạn. Bác tạo ra và xây dựng đội hình này và để lại kinh nghiệm chơi cho các bạn đi sau, nên mọi người hay gọi là team này là team Ivan luôn, team do bác sáng tạo ra nha. Về nguyên lý hoạt động của team Ivan nó khá đơn giản các bạn, đó chính là code là Aeron. Aeron sẽ chịu trách nhiệm là CC team địch và gây sát thương chính, kéo này, hút là bạn đâm này, đóng băng này đó. Còn Saphira thì nó sẽ là chịu trách nhiệm là giảm đam cho đội hình của mình, có đội hình có cái team tạo một cái vùng các bạn, giảm đam làm chậm địch. Khi Aeron hút vào thì những con mà bị hút vào sẽ bị làm chậm và giảm sát thương đó. Ngoài ra thì nó sẽ là một nguồn sát thương khủng khi nó mà khi nó được sử dụng tuyệt chiêu kỹ năng tối thượng của mình, đó là cái quả cầu mình tạm gọi là quả cầu kinh khi các bạn, tới 650% sát thương của nó là kinh khủng, gọi là kỹ năng kinh khủng khiếp. Nó rặn xong nó thả xuống là cái bùm rồi, xong xong tem địch. Ngoài ra thì mình còn có một vài nhân tố khác, support có tác dụng support và đam phụ không thể thiếu trong tem các bạn, đó là Rowan, boost máu, boost mana để cho các vị tướng khác tăng tốc sử dụng kỹ năng tối thượng của mình các bạn. Và ngoài ra thì kỹ năng tối thượng của Rowan nó còn có tác dụng là làm choáng toàn bộ team địch. Khi Aeron kéo vào thì Rowan sử dụng kỹ năng này sẽ choáng và khá địch cho các bạn, ít nhất là 4 con. Ngoài ra thì Lyca thì có trách nhiệm boost tốc để cho những vị tướng của mình sẽ sử dụng kỹ năng nhanh hơn, và Aeron sẽ đảm bảo 100% hút được địch về. Đó, boost tốc, boost năng lượng các bạn, boost máu nữa. Còn bướm thì chỉ có chịu trách nhiệm là chỉ khóa một tướng địch đầu game. Này chủ yếu là pháp sư các bạn, nó có pháp sư tốt hơn các tướng khác. Ngoài ra thì kỹ năng ru ngủ và khả năng bay nhảy trong team khống chế rất là khó chịu đó. Nhưng mà các bạn biết mà, thú thì gặp rừng mà gặp thú thì coi như tắt đèn, nên cái này muốn dùng team này qua thì hơi khó. Mình sẽ thử cho các bạn nha. Một phần các bạn, một phần là bướm của mình nó còn quá yếu, bướm của mình nó hơi yếu các bạn, nó chưa chưa tăng được, chưa thể hiện được vai trò của nó trong team, nên là mình đang cố gắng tích cực xây thêm bướm nữa các bạn, xây thêm bướm up đồ cho Lyca với lại bướm với Saphira. Hai bạn này thì đồ gần như tạm ổn rồi, Rowan thì thiếu đồ T2 thôi. Ngoài ra các bạn, cái này gọi là team chính của team Ivan. Ngoài ra thì mình còn có những vị tướng mình có thể thêm bớt vào team Ivan các bạn. Ví dụ đây, những vị tướng mình có thể thêm bớt vào team Ivan đó, mình có thể ghép như vậy và bỏ cái này ra. Mình sẽ ghép bướm vào, mình sẽ ghép bướm vào. Và cái này các bạn cũng có thể bỏ này ra, mình có thể ghép Nara vào, Nara vào để kéo carry của địch vào các bạn đó. Mình lại bỏ nó ra vào, ví dụ nhờ Nara kéo dê vào nên team mình chống chịu thêm được một xíu các bạn, ví dụ vậy. Ngoài Nara Vira ra thì mình còn có thể ghép với sau rớt này các bạn,
mình còn thể ghép ghép với sâu rớt được. Kéo hết vào chơi luôn đi. Bướm mình khá yếu, nếu bướm mình mạnh một xíu nữa là qua được các bạn. Hiện tại chưa có bướm xài nên là mỗi mỗi tuần khi mà mình kẹt map mình sẽ mượn bướm của người ta để qua thôi, chứ còn bướm mình thì thua rồi. Hôm bữa trước mình ham vui quá các bạn, mình lên sâu rớt mình không có lên bướm. Oh shit. Được rồi chứ các bạn, coi sâu rớt nè. Ok. Được. Ok. Ơi buồn quá. Ok. Cái này là mình có cơ hội qua rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình đã AFK mấy ngày rồi, giờ qua mà với cái rương có không cho mấy giây thì có thể nó sẽ không có đồ. Hơi tiếc các bạn, nên mình nên nhưng không sao, mình sẽ thử cho các bạn xem cái team Ivan hoạt động như thế nào. Đó là những vị tướng mà mình có thể thay đổi trong team Ivan các bạn. Ngoài ra thì với team này thì mình cũng có thể thay thay bà con hệ không gian Nako các bạn. Mà vị tướng Nako thì mình không có nên mình sẽ không có để. Rồi, mình test tiếp nha. Quéo rồi. Các bạn có thể thấy lúc nãy là mình gần thắng, còn lúc này thì mới vô công tí đã chết. Nên game này cần muốn qua map thì đòi hỏi các bạn phải trai nha các bạn thử cố gắng đi nhiều lần, mình gọi là trai á. Thử cố gắng đi nhiều lần. Bướm mình khó, bướm mình địch lại các bạn cũng được này, nó khó bướm mình địch lại này, nhưng mà nó mới nhảy thì nó chết quéo mất tiêu rồi. Nên để vậy. Để sâu rớt lên trên thì nó lại bị bốc hơi nhanh quá, mà để vậy thì Iron không có kéo được các bạn. Ok, kéo được rồi. Máu lên bạn, hút máu lên, hút máu lên, hút máu lên. Hút máu lên, hút máu lên. Mình sẽ thay đổi một chút, mình sẽ lấy bướm ra các bạn. Bỏ bạn này vào để bạn quấy rối địch. Bạn này là bạn quấy rối địch hết sảy rồi. Ok, vẫn không qua. Ngon, về chết rồi các bạn. Lần này vô chưa kịp đánh luôn. Con sư nó có chiêu hú làm giảm né các bạn, nên nó là gọi là khắc tinh của team rừng. Khỏi né luôn. Rừng mình mạnh ở cái điểm là né đòn, nhưng mà nó chơi nó hú thì thôi chứ thua rồi. Không được. Không ổn các bạn. À mình quên nhỉ, tại sao chúng ta không kéo con tại sao chúng ta không kéo cái con dê về.
Mình sẽ thử một chút cho đeo cổ vật khác các bạn. Bạn đeo cái tù đi bạn, mới vào bạn hú là được rồi. Ok. Chết nè. Ok. Đeo tù và hoạt động khác liền các bạn. Rồi, vấn đề là sao giết được cái con ngựa này, nó trâu thì thôi rồi luôn á, còn bướm nữa, giết phải giết được ngựa với lại bướm. Rồi. Bướm vẫn còn sống. Còn mình tư thôi. Tư quay không chết mình được, không sao. Ủa, mình nhớ cái này là bình thường sư nó quay không có chết được mà ta. Thật sự là bình thường thì sư nó quay không có chết được các bạn. Không sao, mình có code rồi. Xem này đi được. Đầu rết chết rồi. Hết mùa này mình lên lên xích 30 cho con phi này thì ngon các bạn. Là những map này thì đánh ổn rồi. Gọi mai liên tục đi bạn ơi. Chưa tới gấp 3 lần lực chiến mà đúng không các bạn? Một phần là sâu rết mình chưa có đồ hệ các bạn. Khá tiếc. Sâu rết mà có đồ hệ nữa thì ngon. Với lại sâu rết chưa có bông tai nào hết nữa các bạn. Phải có đồ hệ, phải có bông tai đeo nữa thì đẹp trai rồi. Hú con nhện đi các bạn cho nó khỏi đi ca còn sống còn gây đam được. Trai không ngừng rồi. Các bạn đã nắm rõ tem Ivan là tem như thế nào chưa các bạn? Tem như vậy gọi là tem Ivan nhé các bạn, với những thành phần chính là những con tướng mình đã giới thiệu cho các bạn á, gọi là tem Ivan. Hình như lắp như vậy nó to hơn hồi nãy nè các bạn. Thôi mình sẽ không trai nữa các bạn. Để cuối tuần đi. Mình lấy tem này ở thủ đấu trường. Để cuối tuần đi các bạn. Cuối tuần mình sẽ... Cuối tuần mình mượn bướm rồi mình sẽ đi. Tem đã có bướm đi ngon hơn. Rồi mình sẽ lấy Safia luôn. Để con này thủ ngon hơn. Chưa đủ ra các bạn.
đánh với ải đầu tiên chết muốn hết rồi các bạn. Chơi kỳ quá kỳ các bạn ơi. Hãy con gì vô đánh đây. Rồi, ngày hôm nay thì cái video này thì chủ yếu là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái team team Ivan thôi. Đây các bạn, mình có để sẵn team Ivan nè. Một số biến thể của team Ivan. Lyca đứng trước chịu trách nhiệm tăng tốt hơn là Iron như vậy, đứng trước tăng tốt, còn vịt thì lúc nào mình cũng cho nó tăng rồi. Nếu các bạn còn thắc mắc về các team khác, ví dụ như team Wynette nè, team Diamond, team C, team Bell kẹp ánh sáng rồi thì các bạn cứ mạnh dạn comment dưới video nha. Thì khi thấy thì mình sẽ làm video để hướng dẫn cho các bạn để nắm thêm thông tin về game. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.